ក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងក៏មានការសែនព្រេនការសែនព្រេនហ្នឹងគឺជាខ្មែរគឺជាហិណ្ឌូបាទការសែនព្រេនហ្នឹងវាជាមរតកជំនឿរបស់មនុស្សជាតិក្នុងលោកក្នុងនោះក៏មានខ្មែរ
chắp đầm kết thả sàn bền buộc mai chưa thả miên bẩn lưng bao mình chưa thả miên bẩn lưng nè chầm từ túi từ sàn ở nà chẳng cả chưa để lừa bẩn lưng rưng cơ về nhiên để thắt nơi chung vinh khôn dương được không bay không đam chơi không đây không tất không à cắt chẳng hay ban bạc cáo chia tầm nè tầm nâu rồi viên mình núp nâng về nhiên mình núp nâng bẩn lưng chẳng cả sàn bền nâng cứ chỉ cá cho mê trái phiệp và vì anh than mà nụ nâng than ác mà nụ rồi than bởi lần nụ chẳng cả sản bến vì chưa rồi bọc mai tăng bị môn mà lệ tăng bị môn hình đu chỗ sọc lệ nâng đáp chưa rồi bọc mai tầm đồ chưa rồi bọc mà nụ chết nông nụ của miên khả mai đài mà là thôi mà ra chùm nư chưa từ lưu bởi lần tớp kì bạc cao bởi thi sàn bền nằm bây bởi lưng nằm bây bởi nhiên nâng thì cá lãng đòi xa miên lạc khăn thò mà chiếc đòi lạc khăn nhá mách trong thà trong thò mà chiếc bởi miên ổ bởi xa đôi chìa cổ rần tẹt thưa ấy mà được thấy tức chìm luôn thưa ấy mà nụ chụp tục lùm bác phía bởi rèn xuất thưa ấy mà nụ sau sống rên ổ bởi xa đại bắt đầu là thò mà chiếc nhì hơi tớp bằng cá ớt ôi mà nữ hờ ruột trong ốc và sạc nâng kích bị chà ra ná rộng mùi là hết hơi xa là bón bằng cách đầm nọt sáy hơi đầm nọt sáy đầm bông này kê kết khớn cứ ca sáy bền rồi kia chưa thá và hai chiếc luôn kê nâng miên bạp và cam miên cầm hốc tớp thoa mà chiếc kẹo cho thả thì tê bởi bình lưng nâng mà đặt thật cảm kì chẳng hãy đảm bay cho cha xoan được hiếp bởi viên mà nụ ạc mà nụ cái thức bạc cách ca sáy bền nâng ưu tỉ ho muốn nâng đầm sớm cái đặt bật tuôn bài play chơi mình thuốc sàn ôm chặt tận chặt đầy ai xô so mày sớm đặt trong bọt tới nâng lút lo hả lõ đặt bây bàn phò lò cả nà bàn phò lò máu rua xa dược chấm nâng bổ môn phục phò lắm đặt bây thoái từ đó lúc mà chặt đầy mình xô so của mày sẵn là ách đôi chữ đau đôi chữ ấy mà cắt tật sớm xong cầm ai miên tật chìm nôn xong cầm ai miên rô kia cái đạt ấy xì sờ xong mà chạc đấy chui thay ra xa sờ ni hai chế bị thi sàn bến khăn ông tùm loap chưa từ lơ bởi lần đấy ra bọt chung chìa mày chà bởi tập bì ca sàn bến tới nhưng khai tha mẹ bàn tử tù là tập phòn lò thì chán rưu mùi cơ giang mạch này chà rương lắp tập pha là o rư mần là o à xoay từ lơ cắt tạp xem xếng đẹp xóm khỉ pha mùi ai là o rư mần là o à xoay từ lơ hết đẹp bạc cắt pha nục ưu tì hò rương sâu ra đây ba năm đại đam sâu nông à khát thịt là o ưu sâu đại do ta đam nông là o hay phải chết thế để cả đam sâu nông là o hay mà chắc sâu chết thay ra xa là ô bê nà bà chỗ tức, bê nà bà chánh tức nè, à cả ta là ô nâng bà cao chỉ thoa xăm bà dứt đại ôi sâu nâng miên phò là ô tại bà tui tư vinh tui bây giờ xa anh có ba chú ba cô cái đời bằng tay bê đè sâu tra ca tức mình bà chỗ tức bê ta tức hi hai mà bà bà chánh tức chánh thua ai sâu ra lui bà miên cà đàm chọn cách phò viên mình là ô tì chẳng phải là cả lãng phí sạc cả mà phép bảo tệ bắt tôi là bỏ mình đúng mình mê thất là lời chất chóng hay tớ bọn đồng tình cả bọn cả sản vì có thể chia cách bị thi đảm bây thua ở chất đang miên phép mòm tổm miên sạc đầy khá hàn miên tùm nục chất chứ mùi nâng cả ta thòm chết khăn ông côn vào nó và cả phải là miên sạc đồng bà đồng chẳng cả sàn bền nó cứ thà dừng thà chụp thi rồi dừng phơi ở một góc cạnh nhé cứ chụp xét cứ để lỡ phải chạy cái tình đấy đi được thế thì ai cho tôi phơi thì cả sàn bền khắc khắc đấy ai đứng cả bông bông rung chụp mùi nó bị chạy cái tình phòng phơi ở phòng phòng nó mang lọp sàn cả ban phơi thì cả sàn bền nó cứ phơi để lỡ phải chặt phơi để lỡ phải chặt trăng thá khuôn bàn sàn bền hói mà chắc đấy sẽ bài ri riêng dường hói chân sông dương miên cầm lăng chất tư bật to thay ra xa nằm nằm dương bật to thiệt miên sân khâm miên sân khâm chân cầm lăng chất bắt đầu nâng cầm lăng càng nghĩa hay cầm lăng càng nghĩa tớ bắt đầu phò tớ cứ phò lộ
Để khang từ lừa phía xa khmai bọc mẹ dứ ta mình tự tuôn ảnh tuôn hình đu đại đề tệ. Chứ bạc nè, Hindu sạc sá bàn bắt đầu ảnh tỷ phùl từ lừa vọc bật thua rìa thua khmai chẳng khang nút phía xa có chìa phải mùi nè tỷ phùl Hindu sạc sá đại. Tạm bảo vật sá, phía xa dương khmai sắp ngay cứ rùm xóm đòi phía xa sang sạc ក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាផងភាសាបាលីក្នុងពុទ្ធសាសនាផងនិងគ្រាមភាសានៃកុលសម្ព័ន្ធម្ចាស់ស្រុកផងជាក់ស្ដែងដើម្បីនិយាយភាសាគេបានប្រើប្រាស់អក្សរចឹងអក្សរក៏យើងខ្ចីពីឥណ្ឌាដែរគឺអក្សរដំបូងដែលគេបានរកឃើញនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរដែលសពថ្ងៃខ្លាយជាកម្ពុជាក្រោមនៅខេត្តញាត្រាងហ្នឹង គឺសិលាចារឹកវោកញ្ញអញ្ចឹងបើគេពិនិត្យតួអក្សររបៀបសរសេរនៃសិលាចារឹកវោកញ្ញនៅខេត្តញាត្រាងទឹកដីខ្មែរក្រោមហ្នឹងគឺស្រដៀងគ្នានឹងអក្សរនៅក្នុងតំបន់ 5 មីនៃប្រទេសឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងអញ្ចឹងគេអាចសន្និដ្ឋានថាសិលាចារឹកនៅប្រទេសខ្មែរដំបូងដែលគេរកឃើញហ្នឹងប្រហែលចារនៅសតវត្សទី 3 នឹងដើមសតវត្សទី4អញ្ចឹងអក្សរហ្នឹងគឺបានយកចេញពីឥណ្ឌានេះហើយដែលយើងយកអតិពលគេមកគឺអក្សរនោះគឺជាប្រភេទអក្សរបាលដាវៈអក្សរបាលដាវៈគឺប្រភេទអក្សរដែលមានចំនួន 17 យ៉ាងនៅប្រទេសឥណ្ឌាយើងបានយកអក្សរមួយក្នុងចំណោមក្រុមអក្សរបាលដាវៈឈ្មោះថាអក្សរ 5 យកមកសរសេរនៅក្នុងសិលាចារឹកវោកញ្ញអញ្ចឹងបន្តិចម្ដងសំណេរ bán cái prai từ rốt à số khmer nữ sẽ là cho rất ông cô bộ đấy khai tạ kéo là hốt ở khmer nữ sẽ mày có nâng khmer sẽ mày phải chụp nâng vi vi vọt chân à số khmer đại sử xê đầm bày ra xa phía xa tiếng Sanskrit tiếng bà lây tiếng kênh phía xa cứ dô à số bí bà mi cứ tự thuốc ở đất bốn bí anh đi nâng hỏi chết ra đây rương phía xa rồi phía xa dương này giấy យើងថាខ្មែរប៉ុន្តែខ្មែរវាមានប្រភពពីសំស្ក្រឹតផងវាជាបាលីផងណាដូចជាភាសាដែលថាចិត្តចិត្តបរិសុទ្ធគេបាលីគេថាចិត្តចិត្តសអណាប៉ុន្តែភាសាខ្មែរគេយកគុណនាមដាក់ក្រោយចាចិត្តសចិត្តខ្មៅប៉ុន្តែបាលីគេយកគុណនាមដាក់មុខខ្មៅចិត្តឬសចិត្តដោយសបាលីអានស័កដោយចិត្តហ្នឹង và lấy án chất tạc chẳng trong bà chạy thá chất bò sốt phô phóng sắc chất tạc bà rơ tạc bà năng ấy chẳng thế anh ấy chuyện thì vua phía xa bà lấy nó không vập thọ khmai chẳng bà chạy thá sọ khmai hay phía xa khmai cứ miền bật khúc trên màu phí bà lấy Sanskrit bà đã không bà chạy thá Sanskrit nâng cứ chiếc phía xa rồi bó sasana prim បាលីជាភាសារបស់សាសនាព្រះពុទ្ធតែទាំងពីរនោះកាលណាកើតមុនកើតក្រោយតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសំស្ក្រឹតកើតមុនបាលីកើតក្រោយយើងហៅថាបាលីនឹងជាភាសាជាភាសាប្រើក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែបាលីនឹងគឺជាភាសារបស់ជួនជាតិក្រុមកុលសម្ព័ន្ធមគ្គធៈដែលព្រះពុទ្ធគោដំសុថត្តៈនោះបានជ្រើសរើសពីព្រោះ ឫស្ដីនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធចង់លុបបំបាត់វណ្ណៈហើយនៅក្នុងឥណ្ឌាកំឡុងព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងព្រាហ្មណ៍គេសោយរាជ្យសង្ឃាជាវណ្ណៈខ្ពស់គេប្រើសំស្ក្រឹតហើយមនុស្សសាមញ្ញមនុស្សក្រោមក្រោមគេអត់ចេះទេភាសានឹងអញ្ចឹងដើម្បីបញ្យល់ធម៌ទៅដល់ជួនជាតិដែលប្រើភាសាសាមញ្ញមគ្គធៈហ្នឹងព្រះពុទ្ធក៏បានជ្រើសរើសភាសាមគ្គធៈហ្នឹងមកប្រើដើម្បីផ្សាយធម៌ ហើយពីមគ្គធៈហ្នឹងក៏យើងហៅថាភាសាបាលីហ្នឹងអញ្ចឹងភាសាខ្មែរហ្នឹងវាលាយរវាងបាលីនិងសំស្ក្រឹតទាំងហើយដូចជាពាក្យបូរីបូរៈដូចទីក្រុងទីក្រុងក៏យើងឈ្មោះយសោត្របូរៈបូរីយសោធោណាហើយមួយទៀតដែលថាឈ្មោះប្រាសាទភាគច្រើនហ្នឹងគេប្រើភាសា សំស្ក្រឹតបូកនឹងឈ្មោះរបស់ស្ដេចដើម្បីកើតជាឈ្មោះប្រាសាទឧទាហរណ៍បើស្ដេចខ្មែរចំនួននោះឈ្មោះ
Indra Varman hay ta co sang bá sát hay Indra Varman nâng tam chấm nưa nâng khai để chia presevia presim chắc chẳng tu thêm pi Isvara thì coi tới bậc cao để chia một bá sát đôi chia Indra Patisvara chẳng tới đôi chia bá sát Prayru co sang đói Prabhat Rijendra Varman Prabhat Rijendra Varman group presevia ព្រះសាវកជាសាសនានៅក្នុងព្រហ្មញ្ញជាអតិទេពនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាអតិទេពក្នុងព្រហ្មញ្ញព្រហ្មញ្ញសាសនាគេប្រើសំស្ក្រឹតចឹងចង់និយាយតើជាម្ចាស់នោះគឺស្វរៈចឹងប្រាសាទបែររូបទៅមានឈ្មោះថារិជ្ជន្ត្រតិស្វរៈឈ្មោះដើមឈ្មោះដើមអញ្ចឹងស្វរៈជាភាសាសំស្ក្រឹតដែលយើងទទួលឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌាមកក្នុងហិណ្ឌូសាសនានោះរិជ្ជន្ត្រវរ្ម័នជាឈ្មោះស្ដេចកម្ពុជា chẳng cả lý châu khỉ rích chân trạng và tí xóa rạc mình thấy bà bà tí và rạc mắn bàn thái chiếc bà sẽ vẹn chìm chạc và tỏ bí sức cụt. Nhi hai kỳ ảnh tí bố hình dung sạch.